tập 163, lại là mình đây. Bỏ học vài phút để gì view tiếp cho các bạn đây. Khi nhận được kết quả ADN trên tay mình, Oun tự hỏi ai đã làm nên chuyện như vậy. Liệu có phải mẹ của anh ta có đứng sau chuyện này? Mà tại sao Hira lại đối xử với anh như người xa lạ khi gặp ở bờ biển? Cô ta không nhận ra anh, hay cô ta sợ điều gì? Và Oun quyết đi tìm câu trả lời tại sao mọi việc lại như vậy qua cảnh bên nhà cô tóc trắng Esin, cô ta bắt Hira và em trai cô ấy tên Raifat phải cùng chuẩn bị hành lý để trốn đi nước ngoài đi ngay lập tức vì tập hôm qua cô dâu tương lai mà mẹ Oun chọn đã tới báo là Oun sẽ đến tìm và phải trốn đi nước ngoài, trốn ở thành phố khác Oun sẽ tìm ra ngay. Ôi con nhỏ đó thật ác các bạn ạ, à. Hira của tôi thật tội. Trở lại biệt thự nhà Oun, ông quản gia chỉ mách lẻo được với mẹ Oun là sau khi Yavuz đến Oun đã rời đi ngay lập tức điều này làm mẹ anh ấy đang rất thắc mắc trở lại cảnh Oun đang trên đường đến chỗ Hira, anh ấy vừa lái xe vừa nghĩ đến khung cảnh mình gặp Hira ở bờ biển hôm qua, phim này hơi dài dòng quay chậm lặp lại nhiều nha các bạn. Qua cảnh Hira và cô tóc trắng Esin cùng Raifat đã lên xe. Rời đi được một đoạn nhưng thật may mắn là Hira đã quên thuốc xịt hen xuyễn của Raifat. Cô Esin đã dừng xe cho Hira quay lại lấy. Điều này vô tình kéo dài thời gian nhưng khi Hira đã về nhà lấy thuốc và rời đi, sau đó Oun mới tới. Sau khi đạp cửa sông vào nhà, không tìm thấy một ai. Oun đã hỏi cô hàng xóm trước nhà, rất may cô ấy đã thấy xe của Hira rời đi hướng nào. Họ đi mang theo vali, bắt đầu một cuộc rượt đuổi của Oun với chiếc xe mang tình yêu. Tưởng như bị vụt mất của mình, đi trốn lần nữa. Oun đã nhờ Yavuz tra được lộ trình địa điểm chiếc xe của Esin. Còn trên xe Hira, cô ấy đang tích cực cho Raifat giảm bớt hen xuyễn, cô Esin thì tăng tốc chạy thật nhanh. Sau một hồi rượt đuổi, Oun đã kịp chặn được xe của Hira tại bãi cỏ. Họ rằng co và tranh nhau để giành lấy Hira. Khi đó Rai Phát đã ngất xỉu. Oun chứng kiến cảnh Hira lo lắng cho Raifat, ôi trái tim tôi vụn vỡ. Chuyển cảnh bệnh viện sau khi Raifat được đưa vào phòng cấp cứu. Một màn tra khảo của Oun với bà chị Esin, Hira đã nghe tất cả. Cô ấy chất vấn Esin không phải là gia đình của cô ấy sao? Oun, người đàn ông này là ai? Còn bản thân cô ấy là ai? Hira hỏi Oun hãy cho cô ấy biết cô ấy là ai và Oun đã được gọi tên Hira đúng nghĩa. Oun nói anh là chồng của Hira qua cảnh biệt thự khung cảnh phòng khách rất vui vẻ của mẹ Oun, con dâu tương lai và Ali, tên của cháu trai Oun. Họ đang bàn về những bức vẽ của Ali ngày một trưởng thành. Mẹ Oun rất hài lòng về điều đó. Bà hỏi Ali đó là điều của cô con dâu tương lai đã dạy đúng không, nhưng không Ali trả lời là do Hira dạy. Làm xé tan không khí vui vẻ đó. Quay lại phân cảnh bệnh viện sau khi biết Oun là trong mình, Hira thật không thể tin được sự thật này vì cô ấy quá sốc vẫn còn quay qua chị Esin, cô ấy còn an ủi Esin khi bác sĩ báo Raifat đã mất. Khi Oun nói a à ấy sẽ lo liệu đám tang, Hira lập tức phản bác sẽ tự chăm sóc tự lo liệu cho gia đình mình là gia đình Esin, còn Oun thì quyết tâm thuyết phục Hira sau sự cố chấp của Hira muốn đi theo Esin. Esin nói với Hira rằng Rai phát là chồng của cô ấy chứ không phải em trai cô ấy, Hira của tôi sốc thêm lần nữa, kết tập 163 nha mọi người. Ôi tôi tức ông đạo diễn quá mấy bạn, ông chưa chịu kết phim mà cứ chia cắt Oun và Hira. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh, Hy vọng cho mình một like, một subscribe để mình đồng hành mê phim, bỏ học 5 giây nhé.